Đúng một phần mềm này. Đây phần mềm nhá. Tôi thiết kế menu ở đây. Đây là châu đồng mẹ. Nhập kế châu hoạch đồng mẹ. Menu này là con châu là mẹ của con mẹ. Nhập sản lượng con lợn là bố con mẹ. Bố con lợn là mẹ. Đây phong men. Con này có đặt tên là con mê. Tiếp theo là tôi tạo một form đăng nhập. Tiếp theo nữa là tôi tạo một form nữa là form tạo username. Okay. Rồi. Đây, form tạo username. Một form nữa là form phân quyền. Sau khi tôi tạo username xong tôi phân quyền cho username đấy đúng không? Phân quyền. Ok. Theo quy trình đầu tiên là khi chạy một ứng dụng đầu tiên là tôi phải làm gì? À Mark. Theo một quy trình khi chạy một ứng dụng nhá, thì đầu tiên tôi phải làm gì đầu tiên? Mở ứng dụng đầu tiên tôi phải làm đăng in. Đúng rồi, đăng nhập. Sau khi đăng nhập vào xong tôi sẽ bước tiếp theo là sẽ đi vào đến form nào? Những cái form mà mình muốn thao tác như đấy. Ok. Ra đến form main. Main đi. Form main đúng không? Từ form main mình mới chia ra các cái form khác hoặc function khác đúng không? Đúng không? Nếu phụ thuộc vào cái thông tin username đăng nhập thì ta có thể phân quyền là người đấy vào được những form nào, người đó vào được sử dụng chức năng nào đúng không? Ok, bây giờ tôi sẽ đầu tiên là tôi sẽ thiết kế form đăng nhập. Tôi dựa vào chương trình đây. Phòng đăng nhập có giao diện như thế này. Tự tự nghe. Đây là phòng đăng nhập. Đây là nguyên nhân nó hiện cái thông báo này là do mình trên các cái nhãn mình có tài khoản mật khẩu, mình có cái tên tiếng Việt mà. Tên Việt mà. Cho nên mình phải chọn. Mình phải chọn cái này. Thứ hai này này. Yêu code này. Điều này code UTF-8. Ok. Bây giờ tôi sẽ viết mã lệnh, mã nguồn cho câu lệnh này, cho cái đoạn này. Tôi dựa vào đây. Ông nhìn này chẳng có mắt mẹ rồi đấy. Các cái này thì rất bình thường rồi đúng không?
tại sao phải làm cái này như thế này? Tại sao phải import cái này? Để cho nó kết nối với cơ sở dữ liệu. Đúng rồi, chính xác. Thì mình hết thông tin. Được, cái này tôi chỉ copy paste thôi. Đây là khai báo đúng không? Tiếp theo là tôi sẽ có viết cái subroutine để thực hiện cái gọi là kiểm tra username password. À, đây là tôi chưa khai báo đúng không? Tôi khai báo. Tôi xem cái này khai báo đang được khai báo đâu. 1 và. Tôi tạo 1 và nha. Tính này được chứ? Rồi. Tôi vừa tạo module. Tiếp theo tôi sẽ khi ấn vào nút login, đây sự kiện nút cho login đúng không? Click vào nút login, đây, nút login đây. Thì tôi gọi cái thủ tục check login này. Được. Bây giờ tôi xem là cái SP check login này nhá. Đây chính là SP check login.
Ok. Tôi phải tạo một check login có cái có nội dung như thế này. Cái là cái đoạn lệnh này nó chạy nguyên trên SQL à? Ừ. Đó. Ông tạo cho tôi cái tạo procedure check sp check login. Yeah. Sau khi tạo xong sau khi tạo xong check login rồi đây là stop procedures để kiểm tra đăng nhập. Tất nhiên là ở đây ta có thêm bộ username vì ta phải tạo và cũng phải có thêm bộ username đúng không? Thêm bộ username là có những câu lầm này, một lầm hai đúng rồi. Status là ví dụ của tôi có muốn ví dụ của tôi muốn kiểm tra xem là người này đang ở trạng thái đăng nhập hay trạng thái gì đấy, trạng thái log out hay log off đấy, nếu mà tôi muốn làm cái okay. Này nữa bước một là phải tạo cái table này trước đã, tạo table username đã. Đúng không? Sau khi tạo username xong thì tôi sẽ tạo cái thủ tục này
thủ tục này để kiểm tra đăng nhập. Cái này kiểm tra trên SQL chứ không kiểm tra mình cũng như trên VB nữa. Đúng rồi, kiểm tra trên SQL. Bây giờ tôi cho chạy chương trình nhá. Tôi cho chạy chương trình nhá. Đồng ý. Ví dụ là Rick. Đấy không? Đấy, gọi ra phong bên chưa? Đấy không? Hả? Ô, không thấy chưa? Không có nhịp không có nhịp trên màn hình của tôi không? Có, nhìn thấy. Ok. Nhưng đây là mình mới là thủ tục login thôi, chưa đến phân quyền đúng không? Ờ, đúng rồi. Login. Ông nhìn cái form login này tôi viết có đơn giản không? Có mỗi cái thủ tục này thôi đúng không? Ờ, ngắn. Ờ, ngắn. Như kiểu tôi làm theo từng kiểu như là rất thích chẳng. Sau thì cái này ông viết là viết ở trên kia rồi. Ờ, từ Eric này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đúng không ạ? Đăng nhập, sai mật khẩu. Cái chữ sai mật khẩu này lấy từ đâu? SQL. Đúng rồi, lấy từ SQL. Đi, đúng rồi. Check login. Đây này, lấy từ cái SP check login này. Được không? Đúng rồi. Chứ tôi không biết là nó chạy trên đây đâu. Hả? Ok, tiếp theo. Sau khi đăng nhập xong nhá, thì nó sẽ gọi form main đúng không? Hiển thị ra form main đúng không? Thì ví dụ tài khoản tôi mà được sử dụng cái chức năng nhập kế hoạch thì tôi kích nhập kế hoạch, nó hiện ra form nhập kế hoạch. Còn nếu hiển thị ra nhập sản lượng, à nếu mà tôi không được sử dụng thì chức năng nhập sản lượng thì nó báo là bạn không được quyền như thế này. Và tiếp tục tôi làm nhá. Tiếp theo là tôi sẽ làm thủ tục phân quyền trước nhá. À, làm form phân quyền trước nhá. Nha. À, form tạo username đi, đúng không? Form tạo username. Mình chưa có tạo username. Wow, phải tạo vài cái username. Tôi làm tạo username nhá. Thì tôi chỉ dựa vào đây thôi. Đây là tạo username.
Đã có ứng dụng nào ông làm cái này chưa? Grid có rồi. Có. Cái bài tôi cái phần này tôi cũng có. Tôi thiết kế một giao diện đây là form tạo username đúng không? Nhập username và mật khẩu vào đúng không? Rồi. Ok, sau khi tôi thiết kế xong giao diện, tôi sẽ viết xử lý mã nguồn cho new tạo như thế. Ờ, về tôi quay lại. Tôi copy paste này. Xong rồi này. Cái này tôi chỉ copy paste. Đây là nhập username. Và đây list item tôi chưa có thì tôi ép sẵn thế nào có sẵn. Vì list item tôi có đã viết rồi mà tôi không cần viết lại nữa, tôi điểm s có sẵn rồi. Ok, tôi quay lại form grid username nha. Ở trong subroutine grid username tôi có sử dụng gì đấy? SPA. Đúng rồi. Thì như vậy là tôi phải tạo. Okay. Như vậy là tôi phải tạo cái SP đúng không? Có rồi. SP username S. Đúng không? Tôi phải tạo cái thủ tục này đúng không? SP sau khi tôi tạo xong thủ tục này rồi, bây giờ tôi sẽ cho chạy nha. Và tôi có cả tạo thủ tục này để sau khi tạo xong username thì nó sẽ hiển thị lên cái gì? Hiển thị danh sách các username lên
data grid view này đúng không? Đúng rồi. Lúc save thì tôi sẽ gọi cái này, gọi cái subroutine này, tôi truyền tham số là vì nhập mới là tôi truyền vào tham số new. Sau khi nhập mới xong tôi để cho hiển thị lên data review. Tôi phải vì trên cái subroutine grid dataset này tôi có tham số truyền vào data grid view mà, vì thế tôi phải truyền vào data grid view. Min.data grid view là chính là cái tên của cái data grid view này. À, tên của nó tôi đặt là name là dgv, và ở đây tôi truyền vào chính data grid view đấy. Bây giờ tôi cho chạy nhá, tôi cho chạy cái form grid username đúng không, ví dụ là mark.phạm đây, mật khẩu 123456678 save, cao số dưới đây có mark.phạm mật khẩu 123456678 được không? Ok đúng không? Mẹ Châu ơi, con bị bố mắc. Ok. Bây giờ tôi mắc cho Phạm, tôi save lần nữa. Tôi báo là đã có rồi. Bây giờ tôi mắc chấm Phạm 1111 đó. Save. Cái này dài quá. 1 đi. Save. Rồi. Đấy, thấy chưa? Có mắc thêm Phạm. Một chưa? Ok. Đấy. Sau khi tôi tạo xong username rồi, tiếp theo là tôi sẽ phân quyền cho username đó. Tôi phải tạo một cái form phân quyền. Toàn bộ ở đây nhá. Tôi thiết kế một giao diện như thế này. Tôi tạo form cho sao form phân quyền. Đây là giao diện form phân quyền của tôi. Tôi cũng copy tương tự như vậy. Và tôi copy toàn bộ những cái gì đang có trong đây. Sự kiện phong lót mà khi phong lót lên thì tôi sẽ khi phong lót lên tôi sẽ hiển thị danh sách cái username và danh sách các quyền.
ở trong này à, có data access layer. Ở đây chưa có data access layer thì tôi chỉ cần add cái data access layer này. Thế là cái gì vậy? À, cái data access layer, cái trong các ứng dụng đều có, tôi add vào thêm. Bởi vì tôi đang làm là một ứng dụng mới mà, đúng không? Tôi chưa có các cái data access layer rồi list item thì tôi add vào nó. Một va tôi add vào nó. Một va thì tôi biết rồi, mình chạy vào một cái module là mình cái biến chung như đấy rồi biết rồi, nhưng mà cái access layer tôi không biết. Access layer đây, tôi chính là cái này. Nó cũng dạng như một module. Nó là class.